Thưa quý vị, thưa các bạn, là vùng địa đầu biên cương của Tổ quốc, có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế cửa khẩu. Tỉnh Lào Cai xác định phát triển kinh tế cửa khẩu là mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế. Từ đó ban hành nhiều chính sách, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế cửa khẩu, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cửa khẩu Lào Cai Hà Khẩu là cặp cửa khẩu duy nhất giữa Việt Nam với Trung Quốc, hội đủ các loại hình vận tải gồm đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thủy và tương lai gần là đường hàng không. Đây là cửa ngõ trên bộ phía Tây Bắc, giúp các địa phương trong cả nước thông thương với thị trường rộng lớn miền Tây Nam Trung Quốc đầy tiềm năng phát triển, có sức tiêu thụ hàng hóa nông sản, hải sản lớn. Đây còn là con đường thông thương ngắn nhất, thuận tiện nhất cho tỉnh Vân Nam Trung Quốc nói riêng và vùng Tây Nam Trung Quốc nói chung, gồm 12 tỉnh, thành phố với diện tích hơn 5 triệu km² và số dân hơn 300 triệu người, thông ra các cảng biển tới nước thứ ba và ngược lại. Hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu là những mặt hàng có tính bổ trợ, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất của hai nước. Hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu gồm khoáng sản, cao su, các mặt hàng nông sản như gạo, đường, cà phê, hạt điều và các mặt hàng giày dép, bàn ghế. Hàng nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu gồm các loại phân bón hóa chất, các loại giống cây trồng và máy móc thiết bị cơ khí. Trong cái phạm vi khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai ấy, thì như cái số liệu năm 2018 ấy, thì cái giá trị sản xuất công nghiệp là khoảng 22.000 tỷ. 22.000 tỷ thì chiếm 68% cái sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, là cũng chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Thế còn đối với xuất khẩu thì kim ngạch của năm 2018 là 3,1 tỷ đô. Và cái số nộp ngân sách là khoảng trên 2.000 tỷ. Đấy, thì cũng chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cái sản xuất của tỉnh. Thế còn 6 tháng đầu năm thì đến bây giờ là giá trị sản xuất công nghiệp cũng xấp xỉ của năm ngoái, đạt trên khoảng trên 10.000 tỷ đồng. Thế và cái kim ngạch xuất khẩu đến thời điểm này cũng đạt khoảng 1,6 tỷ đô, và đang phấn đấu kế hoạch của năm nay là đạt là 3,7 tỷ đô. Nhờ phát huy lợi thế cầu nối thông thương, đẩy mạnh phát triển dịch vụ theo chuỗi logistics, năm 2018, tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan là 499 doanh nghiệp, tăng 51 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,294 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu là trên 1,3 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu là 993 triệu đô la Mỹ, góp phần vào nguồn thu ngân sách đạt 2.304 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 919 triệu đô la Mỹ, giảm 6,77% so với năm 2018. Thuận lợi là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực thì cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các ban ngành, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu và các sở ban ngành tạo điều kiện xây dựng và hình thành các cái cơ chế để thực hiện triển khai dự án trong cái điều kiện tốt nhất và để phát triển các cái mảng dịch vụ mà ban quản lý kinh tế cửa khẩu cũng như tỉnh Lào Cai hướng tới trong tương lai. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên thì cái một trong những cái khó khăn mà chúng tôi xác định và qua khảo sát trong cái thời gian vừa qua đó là cái giá vận tải, đặc biệt là cái vận tải trọn gói, tức là cái liên quan đến cái logistics là từ cảng biển cho đến Lào Cai là cái chi phí nó còn rất lớn. Cái đó nó xuất phát từ cái việc là chúng ta chưa có những cái đơn vị làm logistics một cách là chuyên nghiệp bài bản. Thì để khắc phục cái điểm yếu này thì tỉnh Lào Cai đã có hẳn những cái chỉ đạo rất là cụ thể về cái việc là đầu tư cũng như là các ngành tập trung đầu tư cũng như là chỉ đạo để đầu tư những cái đơn vị mà làm cái logistics. Thì đến bây giờ thì cái logistics chung mới là cái khởi đầu thôi. Thế còn hiện tại thì trong cái quy hoạch khu Kim Thành Bản Vược, chúng tôi theo cái quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu là cũng đã dự kiến để ra những cái khu với cái diện tích rất là lớn để tập trung làm những cái logistics nó có tính chất bài bản hơn. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho phép tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai với diện tích sau điều chỉnh xấp xỉ 15.930 ha, bao gồm nhiều phường, xã thuộc thành phố Lào Cai và một phần các xã của 4 huyện Bảo Thắng, Bát Sát, Mường Khương và Simacai. Theo quyết định trên, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được tổ chức thành các khu chức năng như khu phi thuế quan, khu cửa khẩu, khu cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị dân cư và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của địa phương. Cũng như là cái đề án số 02 và cũng như là những cái việc mà tỉnh Lào Cai đã làm trong thời gian vừa qua thì có lẽ là cái đầu tiên là cái ưu tiên cái đầu tư cơ sở hạ tầng.
cơ sở tầng, kể cả phát triển đối với các khu công nghiệp và kể cả đối với cái lĩnh vực phát triển xuất nhập khẩu. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ưu tiên các cái vấn đề về cơ chế chính sách, đặc biệt là tập trung về cái cải cách hành chính. Thứ ba nữa là cái ưu tiên về các cái lĩnh vực liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư thương mại. Thì cái lĩnh vực này là tỉnh Lào Cai rất quan tâm, bởi vì là chúng tôi cũng xác định mặc dù là mình còn rất nhiều những cái thuận lợi nhưng mà cũng là một thị trường xa, cho nên là tỉnh đã chỉ đạo tổ chức rất nhiều những cái cuộc xúc tiến đầu tư thương mại riêng với từng lĩnh vực nông lâm thủy sản, thế rồi cả các lĩnh vực công nghiệp. Và cái thứ tư nữa là tăng cường cái quan hệ đối ngoại với nước bạn. Và cái này nó cũng là cái điểm mấu chốt. Cái xuất nhập khẩu nó có thuận lợi hay không, cái giao thương có thuận lợi không, thì cái quan hệ đối ngoại với nước bạn nó rất quan trọng. Để tạo điều kiện giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Sở Công Thương Lào Cai và Ti Thương vụ tỉnh Vân Nam đã cụ thể hóa tạo thuận lợi thông quan tại cửa khẩu như cho phép xe tải lớn chở 4 loại trái cây gồm thanh long, dưa hấu, vải, chuối qua cửa khẩu vẫn được hưởng chính sách biên mậu, kéo dài thời gian thông quan các loại nông sản, thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành từ 8 đến 22 giờ hàng ngày, điều chỉnh giảm từ 10 đến 20% mức phí sử dụng hạ tầng tại cửa khẩu. Công tác xúc tiến xuất nhập khẩu được triển khai mạnh mẽ như tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang, hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông lâm sản, hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung. Hải quan Lào Cai đã thực hiện kê khai hải quan điện tử, hàng hóa xuất nhập khẩu được phân luồng xanh, vàng, đỏ. Đối với luồng xanh, hàng hóa được thông quan ngay khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục về tờ khai và nộp thuế. Luồng vàng, thời gian thực hiện từ 5 đến 10 phút, rút ngắn thời gian thông quan, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tới đây, hệ thống hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu sẽ được bổ sung, hình thành thêm hệ thống logistics, khu vực kho cảng cạn, bến bãi tập kết của hàng hóa, các cụm công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các khu vực chức năng khác, hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai Hà Khẩu để thu hút đầu tư, khai thác các dịch vụ gia công, đóng gói, chế biến, tài chính, vận tải, du lịch, tạo thành vùng kinh tế động lực, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và thu ngân sách, hướng tới Lào Cai tự chủ, cân đối thu chi tại địa phương, có đóng góp vào ngân sách quốc gia.